Chương 1, Diêu trì tiên nữ bị đọa xuống phàm tế thất tiên vương chiêm bao đặng vợ. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Nhắc lại từ khi trụ diệt, châu hưng, vua văn vương kế vị, nhất thống san hà. Thiên hạ bốn phương an cư lạc nghiệp. Qua đến thời xuân thu chiến quốc, lại phân ra làm 18 nước chư hầu, chừng ấy can qua lừng lẫy, các nước đều tranh bá tranh hùng, vua sở bình vương thất chánh nghe lời xàm giết kẻ trung lương làm cho ngũ viên sanh biến, trốn qua đầu nước ngô, sau kéo binh về báo oán, diệt nước sở, lại đào mà vua Bình Vương đánh thay cho đã nư giận. Chừng ấy thì còn có 17 nước, kế bị ngũ tần trừ hết còn 5 nước nữa, thì còn có 12 nước. Đến lúc Trung Vô Diệm ra đời, lại dẹp hết 5 nước nữa, thì còn có 7 nước mà thôi, ấy là việc sau này. Bây giờ nói về con gái bà Tây Vương Mẫu ở tại cung diêu trì nhơn lúc phó hội bàn đào, uống rượu mặc lốt dạ xoa vào, làm cho hình dung xấu xa, rồi đầy xuống nhân gian đầu thai làm con nhà họ Trung. Tại núi Thương San, làng Pháp Mã có một người họ Trung tên Kỳ, tự thiên tài, nhà cửa giàu có tánh nết hiền lương, vợ là Đặng Thị, sanh Đặng hai trai tên là Trung Long, Trung Hổ, sau sánh Đặng một gái nữa hình dung cổ quấy, diện mạo xấu xa, vợ chồng Trung lão thấy vậy đặt tên là Trung vô diệm. Nàng ấy lớn lên chẳng học theo thùa vá may, mỗi ngày cứ lo tập tành nghề văn nghiệp võ, lại thêm tánh tình cứng cỏi, chẳng chịu thua ai, sau lại gặp bà Lê San Thánh Mẫu. Dạy thêm phép ngũ hành và tiên thiên toán số, nên nàng ấy trở nên một người pháp thuật cao cường, thần thông quảng đại, ấy là trời đã sẵn dành, cho có người giúp tề tuyên vương vững trị lúc ấy Tề Tuyên Vương đang đóng đô tại tỉnh Sơn Đông, Phủ Hằng Sương, quận Lâm Chi. Ngày kia vua Tuyên Vương đang buổi ngự trào, các quan văn võ trầu trực thêm 13 vị khoa đạo, 18 vị đại phu, lại có thưa tướng và lục bộ cửu khanh. Thiệt rõ ràng là một nước thịnh cường trong đời chiến quốc. Bữa nọ, nhân lúc vui, vua Tề Tuyên Vương bèn nói với các quan rằng thiệt chậm cũng nhờ phước trời và nhờ sức bá quan cho nên trong nước phong điều, võ thuận, bá tánh an cư lạc nghiệp, chúa tôi ta mới được như vậy. Các quan bàn tán rằng, ấy chẳng qua là phước lớn của chúa công, cho nên từ ngày tức vị đến nay, quốc thái, dân an, quan thanh, dân tránh, lúa một năm trổ hai kỳ, thiệt rõ ràng là đời thạnh trị. Tuyên vương nghe tâu cả mừng, bèn triệu thừa tướng Yến Anh lên điện cho ngồi, rồi nói rằng chậm triệu khanh lên đây, chẳng có việc chi lạ, nhờn vì hôm mồng 3 tháng 3 nhằm tiết quý xuân, đang lúc nửa đêm, chậm nằm chiêm bao thấy một điểm rất lạ. Đang khi không vùng thấy lửa cháy đỏ hừng kim quang muôn đạo, thoại khí ngàn đều, ở trên trời rớt xuống một cây hoa lạ, trồng trong một cái bồn vàng, trái thì màu lục, nhành thì màu thanh trong giây phút lửa và binh kéo thẳng vào cung, chẫm và bá quan thầy đều kinh hãi, lúc đang nguy cấp, bỗng thấy trên trời gần chỗ cung trăng, có bốn vị tiên cô, đang đứng trên mây. Tay cầm một nhánh bửu thọ, hiện xuống đem để trước kim long điện. Hòa ấy vùng trổ bông ra, hào quang sáng dạng trói lòa bốn phía, tức thì lửa tắt binh tàn, thế giới thanh bình tỏ dạng bốn vị tiên cô lại đi thẳng vào chiêu dương cung, đem nhành hoa vào cắm nơi minh xuân điện, nhành hoa ấy đâm chồi mọc dễ ra tại đó, rồi lại xanh ra năm trái rõ ràng. Lúc ấy chẫm mừng quá vùng rượt mình thức dậy, chẳng hay lành giữ thế nào. Nên phải triệu khanh hỏi coi cho biết, Yến Anh nghe vua nói dứt lời, liền đứng dậy bước ra tâu rằng phàm chiêm bao cũng có khi hư khi thiệt, hễ canh một thì tại lòng mình tơ tưởng, còn canh hai thì nghi hoặc không chừng, canh tư với canh năm cũng hồ đồ không thiệt, nằm chiêm bao trong bốn canh ấy. Thì hay nhớ đầu quên đuôi, hoặc nhớ đuôi quên đầu, duy có canh ba thì mới là tránh mộng. Chương 2, Tề Tuyên Vương săn bắn non xanh, trung vô diệm hái dâu rừng vắng. Nghe chọn bộ tại mê audio com khi tiên vương nghe Yến Anh nói vậy thì cười mà ráng. Nếu vậy thì điểm chiêm bao của chậm đây thiệt lắm, vì lúc chậm thức dậy, thì chậm nghe chống điểm ba rùi, từ đầu chi cuối chậm nhớ hết, không sai một mảy, tiên xanh hãy bàn thử coi hung kết thế nào. Yến Anh liền suy đoán một hồi rồi cúc cung mà chúc mừng cho vua và nói rằng, điểm chiêm bao ấy thiệt là tốt lắm, và chăng chúa công là sao tử vi xuống thế, cho nên ngôi tránh cung thì phải có nữ tinh hạ giới mà sánh đôi, nay lấy theo điểm chiêm bao này mà đoán ra thì vì tinh tú ấy đã xuống phàm rồi. Chắc là ở tại đám dâu mà chờ thánh thượng, nếu chúa công muốn gặp người, thì phải ngự giá đến đó săn bắn. Tiên vương hỏi, tiên xanh nói vậy, xong chưa biết ngày nào mới gặp. Yến Anh tâu giáng cứ theo đó thì chúa công phải săn bắn hôm nay, xong phải đi lên núi Thượng San nơi phía đông bắc, chừng qua giờ ngọ ba khắc thì gặp hoàng hậu chẳng sai, hễ gặp người ấy đem về rồi. Thì trong 42 năm kết nghĩa tu la, thiên hạ được trong an, ngoài trị. Tề vương nghe nói thì cười mà rằng, điều ấy cũng lạ, sao tiên xanh dám chắc mà bàn như vậy? Yến Anh tâu dáng. Tôi dám đâu khinh dễ bệ hạ, vì tôi cứ theo điềm chiêm bao mà bàn, nên chẳng qua như lời, thì tôi chịu toàn ra chu lục. Tề vương nghe nói cả mừng bèn nói rằng, thiệt hư chưa biết, xong lời khanh nói thì chậm cũng tin, vậy chậm phải đi săn bắn một phen, cho khỏi điều nghi ngại. Nói rồi liền truyền lệnh kiểm điểm vài muôn binh mã, và văn thần võ tướng cùng quân sư hộ giá ra đi. Nguyên Tề Vương là vua một nước, thở nay chưa hề tách mình ra khỏi cung, nay lại lên non săn bắn, xem thấy cỏ cây tươi tốt, phong cảnh xê sang, dưới khe nước chảy do ri. Trên núi chim kêu líu lo thì trong lòng rất nên vui đẹp, cứ xăm xăm đi tới, tìm dã thú mà săn. Lúc ấy Trung Vô Diệm đã đặng 18 tuổi rồi, nghề văn nghiệp võ tinh thông, duy có một điều là hình dung cổ quái, tướng mạo xấu xa, tóc đỏ mặt xanh, môi dày miệng rộng, trên đầu lại có ba cái sừng xem giống như tiêu diện mình cao một trượng hai vai rộng răng lồi chẳng khác chi quỷ sứ ngày ấy đang tập binh cơ bỗng nhiên trong lòng hồi hộp mắt máy thịt run bèn co tay toán quẻ trong lòng liên minh bạch khi đánh tay coi rồi bèn nghĩ thầm rằng hôm nay tề vương săn bắn đến đây vậy thì ta phải ra đón nơi vườn dâu đặng có phối hiệp cùng người nghĩ rồi bèn bước đến phòng rủ hai người chị dâu đi dạo chơi với mình cho có bạn khi vào đến nơi, hai người chị dâu mừng rỡ tiếp nghinh, rồi ngồi lại với nhau luận bàn tâm sự. Trung vô diệm nói, nay tuy gần tới tiết xuân, nhưng khí trời hãy con mát mẻ, tôi muốn rủ hai chị đi dạo chơi với tôi một lát, chẳng hay hai chị ý như thế nào. Nguyên hai người này vẫn biết tánh em chồng hay nóng này, nếu cản trở thì e xanh việc thị phi nên phải thuận theo chiều cho xuôi một mái, liền sắm sửa châm dắt lược cày, điểm trang nhan sắc ba chị em sắm sửa xong rồi bèn dắt nhau vào nhà trình cho mẹ hay an nhơn nói như, nói như ba chị em con muốn đi chơi thì phải đi cho mau về cho chóng chớ có yểm trệ ở ngoài mà cực lòng mẹ đợi trông ba người dạ dạ vâng vâng lời rồi từ biệt mẹ già dắt nhau ra đi chẳng dè hai người chị dâu không quen đi bộ nên lóng cóng đi mau không được Trung vô diệm thấy vậy thì sợ trễ ngày giờ, bèn nói với hai chị rằng, vậy thì để cho em đi trước, đến nơi vườn dâu mà chờ, hai chị thủng thẳng đi sau, bể nào cũng có em tại đó. Nói rồi liền phăng phăng đi trước, hai chị hưởn hưởn đi sau. Trung vô diệm đi đến vườn dâu, giả hái bên đông rồi qua bên nam, rồi lại trở qua phía tây trèo lên cây mà hái nữa. Chương 3 gặp tề vương trung vô diệm diễu cật sợ vô diệm tề tuyên vương dối phong nghe chọn bộ tại mê audio com nói về thái bạc kim tinh đang ở trên mây dòm xuống nhân gian thấy diêu trì nữ đang hái dâu mà chờ tề chúa bèn nghĩ bụng thôi để ta xuống mà chỉ dẫn tề vương đến đó đặng vợ chồng gặp nhau cho rồi nghĩ rồi liền hóa ra một con thỏ bạch chạy qua chạy lại vởn vơ trước mặt tề vương Tề vương ngó thấy liền dương cung bắn ra một mũi, con thỏ cùng ngậm mũi tên mà chạy dài, tề vương dục ngựa rượt theo, quan quân còn sút lại sau. Tề vương một mình tới trước, vừa đến vườn dâu, thì không thấy con thỏ, gì thấy hai nàng xinh đẹp, vừa bước vào vườn dâu, tề vương kêu lại hỏi rằng. Ta nhân săn bắn lạc đường, chẳng hay nàng có biết đường về hằng xương phủ ngã nào, xin làm ơn chỉ giúp cho ta. Hai người bèn đáp lại rằng chị em tôi là đàn bà con gái quê mùa không biết đâu là đâu, như người có muốn hỏi thăm đường, thì xin bước nới vào vườn dâu hỏi thử em chồng tôi, hoặc may có biết chăng. Nói rồi liền sắp lưng đi thẳng vào vườn. Còn tề vương nghe nói thì nghĩ thầm rằng, rất đỗi là hai người chị dâu mà còn xinh đẹp như vậy, huống chi là em chồng, có khi còn tươi tốt hơn nữa chăng. Vậy thì lời quân sư nói đó ắt chẳng sai lầm, thôi để ta vào đó tìm cho ra hoàng hậu nghĩ rồi liền dục ngựa đi thẳng vào vườn, xảy thấy mũi tên vàng còn nằm dưới đất, còn con thỏ chạy đâu không biết. Tề vương bèn xuống ngựa lượm lấy mũi tên, rồi thoát lên ngựa và đi, và cười rồi lại nghĩ rằng. Việc này chẳng phải là việc tình cờ, ấy cũng là một cơ hội nó khiến ra như vậy và nghĩ và nhắm xem bốn phía, có ý kiếm cho gặp người nào là tránh cung. Lúc gió trung vô diệm đang ở trên cây dâu, ngó thấy tề vương đang đứng ngó bốn phía, bèn cố ý diễu cợt chơi, hái lá dâu bỏ dải xuống nơi trước mặt tề vương. Rồi lại hái trái dâu liệng xuống chúng bên chót mão bình thiên quan. Tề vương nổi giận bèn nói rằng, ai mà vô lễ vậy cả. Vừa nói, vừa ngó chật lên, thấy có một người không biết trai hay gái, bèn kêu mà hỏi thăm đường. Trung vô diệm chẳng thèm nói lại, vùng bay bổng lên đứng trên không? Tề vương thấy vậy thất kinh, phần thì thấy Trung vô diệm hình dung cổ quái, tướng mạo xấu xa như vậy, thì trách thầm quân sư rằng. Yến Anh là thằng khùng thật, nó khi ta thái thậm, nó gạt ta đi săn, lên núi thương san phía đông thì sẽ gặp chiêu dương hoàng hậu, ta nghe lời nó lên đây, lại gặp con đàn bà xấu xa gớm ghiếc như vậy. Thôi để ta giết chết con này trước đi, rồi ta sẽ về chào bắt Yến Anh mà chị tội mới đã nư giận cho. Nói rồi liền dương cung bắn lên một mũi. Trung vô diệm liền bắt lấy mũi tên rồi mắng thầm rằng. Lão hôn quân này ở độc dữ ha. Thôi để ta dùng một phép mọn cho va biết ta là người thủ đoạn nói rồi liền niệm chân ngôn, bẻ mũi tên ấy hóa ra làm sáu mũi tên thần, xẹt xuống cắm vào bốn chân ngựa bốn mũi, trước đầu một mũi, sau đuôi một mũi. Tề vương thất kinh kêu lớn lên rằng, xin nương nương dung thứ cho tôi, và chăng tôi là một vị đại thần của tề tuyên vương, hôm nay bảo giá đi săn, nhân dượt theo con thỏ lỡ bước tới đây, xét mình dã quay. Xin tiên cô chớ chấp mà tha cho tôi về nước, thì tôi sẽ lo báo đền ơn ấy, chẳng dám sai ngoa." Trung Vô Diệm nghe nói mỉm cười, liến đáp xuống trước mặt, bước tới nắm chặt tề vương rồi mắng rằng: "Lão thất phu, ta đây là Trung Vô Diệm, bất kỳ là ai, dẫu cho 12 vị quốc vương mà phạm đến ta thì ta cũng đánh chết, duy chừa ra có một người thôi, còn bao nhiêu?" Hễ lọt vào đây thì chẳng trông ra đặng tề vương hỏi chừa ra người nào mà nương nương không đánh trung vô diệm nói duy có đông tề quốc vương là người chủ quản của ta nên ta không dám mạo phạm đến người tề vương nói nếu vậy thì buông ta ra ta là tề tiên vương đây trung vô diệm nói người mạo nhận thì ta lại càng đánh nhiều hơn nữa tề vương nói nếu nương nương chẳng tin thì xem lại những y quan của trẫm đây thì biết giả chân vì cái mão bình thiên quan và cái áo ngũ chảo long này nếu như người thường thì ai mà dám dùng đồ ấy trung vô diệm xem lại tỏ tường liền cười bèn bước tới cầu phong mình làm hoàng hậu tề vương nghe nói mỉm cười và mắng thầm rằng cái con mọi này nó không biết hổ, hình thù làm sao mà ba phần giống người, bảy phần giống như quỷ, có phước phận gì mà lại đòi làm đến tránh cung, thôi ta cũng giả ý phong nó cho rồi, đặng nó thả ta ra. Chứng ta thoát ra khỏi rồi ta sẽ liệu bề khác. Nghĩ rồi bèn nói rằng, vậy thì chậm phong cho nàng làm chức tránh cung đó. Trung vô diệm liền thâu mấy mũi tên ra rồi, liền quỳ mọp xuống, tề vương thừa cơ ấy liền dục ngựa ra khỏi vườn dâu, nhắm phía tây nam đi tuốt. Trung vô diệm chờ dậy thì tề vương chạy đã xa rồi, biết ý tề vương gạt mình mà phong dối bèn nổi giận giật theo. chương 4, Yến quân sư chịu đứng làm mai tề quốc chúa trao đổ sánh lễ. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com nói về các quan văn võ khi thấy tề chúa rượt theo con thỏ, bèn truyền lệnh lập dinh phong tại đó, rồi dẫn binh khinh kỵ tuốt theo bảo giá, đi đến nửa đường xem thấy xa xa tề chúa dục ngựa chạy bay về. Bèn phân ra hai bên mà nghinh thỉnh thánh giá về dinh. Tề vương vào dinh ngồi yên rồi, Yến Anh bèn bước tới tâu rằng, chẳng hay chúa công có gặp chiêu dương hoàng hậu hay chưa? Tề vương nói. Thôi thôi, chớ có nhắc việc ấy ra làm chi, lời tiên xanh bàn đó cũng thiệt, vì chậm đang dượt theo con thỏ, lạc đường vào đến vườn dâu, hoàng hậu nào đâu không thấy. Lại thấy một đứa con gái đứng trên cây dâu, hình dung như quỷ tướng mạo dữ dằn, chậm bàn dương cung bắn nó, nó liền bắt lấy mũi tên rồi níu chậm lại nó ép chẫm phong làm tránh cung, lúc ấy chẫm không biết làm sao, túng phải phong dối cho rồi, nó tưởng thiệt nên mới buông chẫm ra, chẫm thừa thế chạy tuốt về mới đặng. Chắc làm sao nó cũng chạy theo, ví như nó tới đây thì chẫm liệu làm sao? Yến Anh tâu giáng Nàng ấy thiệt là một vị quý nhân, chúa công chớ nên khinh dễ, phải dùng nàng làm bực tránh cung, thì thiên hạ mới đặng thái bình thạnh trị. Tề vương chẳng nghe, lại nói rằng nếu nó chẳng đến thì thôi, bằng nó đến thì giết phước cho rồi. Nói rồi liền truyền lệnh ba quân chúng tướng phải dự bị đề phòng. Quân sĩ vâng lệnh an bài đội ngũ chỉnh tề. Kế trung vô diệm chạy tới, ngó thấy ba quân giáo gươm trơm chởm, còn mình thì tay không, chẳng có binh khí chi hết, bèn ngó bốn phía, thấy có một cây táo, liền sốc vào nhổ phứt cây táo lên dường như nhổ măng, suốt lá bớt rể dùng làm binh khí, ước nặng hơn 100 cân, lướt thẳng vào dinh, quan quân đều cầm đao thương sông ra ngăn trở, trung vô diệm nổi giận, hươi cây đánh nhau. Ba quân la hét vang lừng, hè nhau một tiếng áp vào vây phủ bốn phương. Trung vô diệm liền dùng phép định thân, miệng đọc thần chú rồi chỉ ra một cái, ba quân rều dứng sửng, không cử động chi nổi. Trung vô diệm bèn bước thẳng vào dinh. Tề Vương thất kinh chân tay run rẩy, liền kêu hỏi rằng: "Ngự thê có việc chi vào đây làm lung như vậy, xin nói cho chậm nghe với." Trung Vô Diệm nghe nói chỉ cười ngất, rồi mắng rằng: "Ngươi là đứa hôn quân, bất nhân thái thậm, ta hái dâu mặc ta can cớ chi ngươi nỡ buông cung bắn ta cho đành, may là ta có phép hộ thân, bằng không ta đã thác về tay ngươi rồi." còn ngươi đã hứa phong cho ta làm hoàng hậu, rồi lại gạt ta mà chạy đi đâu, nay ta đến đây chẳng chuyện chi khác, duy hỏi có một việc ấy cho rõ mà thôi. Tề vương liền đáp rằng, nào chậm có gạt ngự thê bao giờ, ấy là lời chậm phong thiệt cho đó. Trung vô diệm nói, lời nói ăn chợt như vậy ai mà tin đặng. Từ xưa đến nay hễ trên trời có sấm thì mới có mưa, có trần thế không có mai sao ra đám cưới thưa tướng Yến Anh đang đứng một bên nghe nói vậy, liền bước ra quỳ xuống hô. Quốc mẫu, rồi nói rằng, từ xưa đến nay vua chúa chẳng hề nói chơi bao giờ, huống chi đây cũng có quần thần làm chứng, vậy thì tôi tình nguyện đứng làm mai nhân. Tề vương nghe nói, tức giận, bèn mắng thầm rằng, cái thằng lùn này không ai mượn nó mà nó cũng thầy lai. Còn Trung vô diệm nghe Yến Anh nói vậy, thì đáp lại rằng ta vẫn nghe Khanh là một đấng trung thần, nay Khanh chịu làm mai thì ta mới tin, nhưng mà Khanh hãy tâu với Chúa Công phải dùng vật chi làm sánh lễ thì mới chắc cho. Yến Anh nói, vậy thì xin để cho tôi tâu lại đã. Nói rồi liền quay lại tâu với Tề Vương rằng, này nương nương đã mang ơn Chúa Công Phong làm tránh hậu, nhưng mà người còn e lời nói lơi là không có làm bằng cớ, hạ thần làm mai thì đã xong rồi, xong người này có đồ sánh lễ để cầm làm chắc tề vương nghe nói cúi đầu làm thinh nghĩ thầm rằng con mọi này quái thiệt nó lại nài ta cho đồ sánh vật nếu nay ta chẳng nghe theo lời nó thì nó ắt chẳng dung nghĩ rồi bèn lấy roi ngựa bằng vàng trao cho yến anh yến anh tiếp tay đem ra dâng cho chiêu dương hoàng hậu trung nương nong thấy vậy mắng rằng Tề vương thiệt khi ta quá, hàng sánh tránh cung chẳng phải là tầm thường, và lại ta đây chẳng phải là người hầu roi, sao lại dùng roi ngựa làm đồ sánh vật. Khanh hãy chịu phiền đem vào trả lại cho tề vương, dùng vật khác thì ta mới chịu. Yến Anh chẳng dám cãi mạng, liền lãnh roi đem vào tâu lại cho tề vương nghe. Tề vương bèn rút cây ngọc châm trao cho Yến Anh. Yến Anh đem ra, trung nương nương cũng không chịu yến anh không biết làm sao phải trở vào một lần nữa tề vương cực chẳng đã phải mở dây ngọc đai trao cho yến anh yến anh lãnh lấy đem ra dâng cho trung nương 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 cả mừng tiếp lấy và tạ ơn rồi lại lấy ra một cây lược bằng gỗ bảy răng trao cho yến anh và nói rằng khanh hãy đem vào dâng cho chúa công xin người hãy trân trọng lấy vì của ấy là của thượng giới chớ nhân gian chẳng có nếu con gái tốt nào đặng lược ấy gỡ đầu thì nhan sắc lại càng xinh đẹp chẳng kém chi tiên nữ trốn bồng lai phải cất vào kho báu để dành chừng ta vào cung rồi sẽ có chỗ dùng ấy là một vật rất nên báu lạ còn hôm nay ta đã mang ơn tử sánh chẳng hay ngày nghinh thú đã định ngày nào xin nói cho ta biết yến anh liền lãnh lược đem vào dâng cho tề vương và thuật lại mấy lời nương nương đã nói tề vương lấy lược xem coi rồi nói rằng ấy là đồ vô dụng, giá không đáng nửa đồng tiền, để mà làm gì, hãy quăng đi cho rảnh. Yến Anh liền tâu rằng, chúa công chớ nên khinh rẻ, ấy là một vật báu trong đời, ngày sau ắt có chỗ dùng. Nương nương lại dạy tôi hỏi chúa công định ngày nào nghinh thú. Tề vương nói, vậy thì hãy đem cái lược vào kho mà cất còn sự nghinh thú thì định đến ngày 13 tháng 5. Yến Anh lĩnh chỉ trở ra nói lại cho nương nương nghe trung nương nương cảm mừng, liền tạ ơn tề chúa ra về. Rồi đó tề vương hạ lệnh di giá về cháo. Trương Nam, quyết hại em, hay anh lo kế độc cảm tình con, một mẹ hết lòng can. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Nói về trung nương nương lãnh đổ sánh vật rồi, liền trở lại vườn dâu, kiếm hai người chị dâu đặng hiệp nhau mà về. Hai người xem thấy nương nương có mang dây ngọc đai, liền hỏi rằng vật ấy ở đâu mà cô mang nó trong mình vậy?" Trung nương nương liền cười, rồi thuật hết đầu đuôi các việc cho hai chị dâu mình nghe. Hai người nghe nói xanh nghi lắm, bèn tính thầm với nhau rằng: "Con này bình nhật nó hay xanh sự lắm, đây chắc là nó gây họa ra rồi, chớ chẳng không, thôi để chị em ta về nhà nói lại cho anh nó hay, đặng mà liệu trước." Rồi đó ba chị em dắt nhau về nhà. Khi về đến nhà rồi, ai vào phòng nấy, hai người chị dâu bèn thỏ thẻ với chồng rằng: Hôm nay đi dạo chơi Tam Cô Sanh sự, xúc phạm đến Tề quân, thiếp thấy vậy phải về đây nói cho chàng hay mà liệu trước. Hai anh em nghe nói liền bước ra chung đường mà thương nghị với nhau. Trung Long bèn nói rằng, nay Trung vô diệm nó làm ra cớ sự như vậy thì cả nhà phải mang họa, tánh mạng ắt chẳng còn, liệu làm sao bây giờ? Trung Hổ nói: này Trung Vô Diệm nó phạm tội với Trào Đình, lời xưa có nói. Hễ tội ai làm thì nấy chịu, vậy nay tôi có một kế rất hay, anh chớ có thinh trương ra mà lậu sự, phải mời cha ra cho mau là lo liệu, chớ nên cho mẹ biết làm chi, việc này ba cha con ta tính êm với nhau. Mới đặng phải dặn dò gia đình, mỗi đứa đều cầm đau thương côn bổng, giữ cho chặt cửa trước cửa sau, vì nó mạnh bạo lắm, nên phải mai phục thì bắt nó mới xong chừng bắt nó đặng rồi thì giải phứt nó cho chào đình trị tội, chớ chẳng can chi đến cha con ta. Em thì tính vậy, chẳng hay anh liệu thế nào? Trung Long nghe nói khen rằng, kế ấy thiệt hay. Nói rồi bèn cho người thỉnh Trung Lão ra. Trung Lão ra đến Trung Đường, thấy Trung Long và Trung Hổ mặt mày dớn rác thì hỏi rằng, chẳng hay hôm nay có việc chi mà hai đứa bay coi sợ sệt như vậy trung long bèn thưa rằng xin cha hãy ngồi lại con nói cho cha nghe nhân vì hôm nay trung vô diệm nó đi chơi nơi vườn dâu gặp tề vương đi săn bắn nó cả gan dám bắt người mà đánh thiệt là tội bằng trời con e chẳng khỏi bị hại hết cả nhà nên con phải thỉnh cha ra đây lo liệu trung lão nghe nói sợ đã thất thanh nghẹn ngào nói không ra tiếng trung hổ bèn thưa rằng xin cha chớ lo, hãy nghe theo kế của con. bắt Chung vô diệm trói lại nạp cho trào đình thì cha con ta mới khỏi họa. lúc ấy Chung lão sợ quính lên nên chẳng còn chủ ý chi hết bèn nói rằng, mặc ý hai con làm sao cho xong việc đó thì làm. rồi đó hai anh em bèn kêu ra đinh dặn dò sắm sửa khí giới, vây chặt cửa sau và cửa trước nói về Chung Nương Nương đang ngồi trong phòng bỗng đâu mắt máy long kinh thì lấy làm lạ bèn co tay đoán quẻ rồi nói rằng chẳng biết cớ gì mà cha ta và anh ta lại ra lòng bất lương như vậy nay gia đình đã mai phục hết bốn phía rồi ta làm sao ra cho khỏi đặng tỏ sự này cho mẹ ta hay vậy thì ta phải dùng tiên gia diệu thuật ẩn thân ra cho khỏi mới xong nói rồi liền dùng phép ẩn thân ra cho khỏi vòng vây mà chẳng ai hay biết đặng rồi đi thẳng vào phòng mẹ an nhơn xem thấy liền hỏi rằng sao con dám cả gan xúc phạm đến tề quân tội ấy ắt cả nhà phải chu lục nay mẹ nghe rằng cha và hai anh con tính bắt con mà nạp cho chào đình thiệt lòng mẹ rất nên chua xót vậy thì con phải lo mưu cho mẹ con ta thoát khỏi ta ương nếu để vậy chẳng may con có bề nào thì mẹ cũng không sống đặng Trung nương nương thưa, việc ấy là việc tầm thường, xin mẹ chớ lo, và chăng con tuy phận gái, còng cũng biết việc phải chăng, lễ đâu dám khinh dễ thiên tử. Nhơn vì trời đã định phần, số con làm tránh cung cho tề chúa. Bởi con biết trước nên mới ra đón tại vườn dâu, này đã gặp đặng người, và người đã phong cho con làm quốc mẫu, này là dây ngọc đai của người đã cho con để làm sánh vật chờ đến ngày lành là ngày 13 tháng 5, chừng ấy người sẽ sai quan đến đây để nghinh thú. An Nhơn nghe nói bán tín bán nghi, liền hỏi rằng. Lời con nói đó đó có thiệt như vậy chăng, nếu quả như lời thì để cho mẹ ra nói với cha và hai anh của con, con chớ có lo sợ, hãy an tâm chờ tề vương rước con về cháu. Nói rồi liền bước ra ngoài, kêu chung lão thuật hết đầu đuôi các việc trung lão nghe nói bèn đổi sợ làm mừng còn đang cúi đầu làm thinh suy nghĩ trung long và trung hổ thấy vậy thì thưa rằng cha chớ nghe lời mẹ làm chi trung vô diệm xấu xa như vậy có lý nào tề vương lại dùng cho làm chức chiêu dương ấy chẳng qua là nó kiếm lời xảo quyệt gạt mẹ xin chớ nghe theo mà lầm việc cả An Nhơn cả giận bèn chỉ Trung Long và Trung Hổ mà mắng rằng: Hay anh em bây là là loài lang độc cứ mang dạ hại em, nỡ lòng nào làm cho cốt nhục tương tàn. Nghe lời vợ bỏ em sao đành? Trung Long và Trung Hổ nghe mẹ la dày liền đuổi tan hết gia đình, rồi dắt nhau đi mất. Trung lão bèn hỏi An Nhơn rằng: Lời con nó nói như vậy mà có thiệt hay chăng? Và chẳng hay chừng nào nó mới vào cung? An Nhơn nói. Kiết kỳ là ngày 13 tháng 5, chừng ấy thánh thượng sẽ cho người đến rước, nay vợ chồng ta cứ giữ mực thường, chừng nào tới đâu hay đó. Trung lão nghe nói cũng an lòng mà xuôi theo ý vợ. An nhơn liền trở vào phòng nói lại cho Trung nương nương hay, mẹ con đều mừng rỡ. Trung vô diệm mặt mày mới vui vẻ, bèn rảo bước ra ngoài, trong lòng lại đói, bèn chẳng cần say khiến A Hương, trở vào bếp dọn lấy một mình mà ăn, rau mấy sản, cá mấy cân dùng chén lớn ăn một hơi 63 chén, rồi uống hết 3, 4 bình trà mới no bụng. Cơm nước xong rồi, bèn ra sau vườn mà luyện binh thơ đồ trận, để phòng khi tế khổn phò nguy, lòng dốc gánh giang san cho tề chúa.